OK, test thử cho它cái只 OK 的，就是有两条线而已。OK, bị sọc từ trước nha. Bây giờ sẽ test thử ép trên cái màn cong của con S7S này nha. OK. OK 是吧？这是有线的。OK. Lấy xong lớp keo và bây giờ là làm sạch để chuẩn bị vào kính, nha. Chúng tôi test trên màn S7 Plus nha, S7 Edge. Quan trọng nhất là cái công đoạn làm sạch này có bị bọt hay không, hay là ép có đẹp hay không, là do cái công đoạn này này yêu cầu phải làm rất là sạch. Khi làm sạch keo thì test lại màn một lần nữa nha, xem là lúc làm keo có bị hỏng màn không. Vẫn như thế nha. Đi mua gì à? Vẫn như thế. Cáp này, tái sen này. Sau khi làm sạch keo, sạch kính nha, sạch keo rồi nha, sạch sẽ keo rồi, bây giờ kính cũng đã được vào keo OCA, bây giờ ta chuẩn bị tiến hành ép. Mày thế nào rồi cũng lại làm hỏng cái kính. Không chuyên nghiệp mà ép được cái màn cong này thì tao cũng chịu mày. Đến hỏng cái keo gì ấy. Làm ăn cho mèo lắm.
vào kính này. Có tiền tiền khác tiền khác tiền đen tiền đen. Đặt vào lồi ép nha. Đấy, thế là ấn thử tát, thế là chờ đợi thôi. Đây, chuyển sang chế độ tiếng Anh này. Cái cọc đầu tiên này nó là cài đặt nhiệt độ. Hiện tại đang để là 45 độ C. Cái thứ hai, dòng thứ hai này nó là cài đặt áp suất. Cái dòng thứ ba này là thời gian chạy là 260 giây, tương đương với lại hơn 4 phút. Đấy. Máy kêu rất êm và nhẹ, rất nhỏ gọn. Hiện tại máy này do công ty Haco 247 phân phối độc quyền tại Việt Nam. Chủ hàng, chủ xưởng máy ép này thì Việt Nam cũng nhiều khách, Việt Nam rất nhiều khách biết, nhưng mà gọi điện sang thì chủ xưởng không bán nhé, không bán. Hàng này chuyên xuất đi Mỹ và Ấn Độ rồi Pakistan rất là nhiều nước châu Âu, rất là tiện dụng. Tất cả nó nằm trong một luôn. Lồi hấp này, máy ép này, cộng với này bình khí này, máy hút chân không này, và ép được màn cong nhé. Màn cong thì khó hơn màn iPhone một tí, tại vì là cái này nó còn liên quan đến anh em làm kinh nghiệm nữa. Nhưng mà máy nó ép rất là ok, rất là đẹp. Nó chỉ nhỏ gọn như kiểu là cái lồi, cái chảo, à cái nồi nò nướng vi sóng thôi. Đây, chiều ngang của nó chỉ có 40 cm, đấy là bề mặt trên cao, dưới là 38, chiều cao là 38. Bề mặt ngang là 35, rất là nhỏ gọn. Công ty còn phân phối nhiều loại mặt hàng như mỏ hàn, chuẩn zin, thương hiệu Tunguider. Tunguider mà do Haco phân phối đã khoảng được 4 năm này do Haco phân phối. Hoàng Sĩ phân phối, sau đấy là bây giờ là thành lập Haco. Thì là đã phân phối được khoảng 4 năm nay các mặt hàng của Tunguider. Chuyên công ty chuyên thiết kế và nghiên cứu ra các cái sản phẩm chuyên nghiệp mà mới nhất dành cho thợ sửa chữa ép kính. Đây, 195, 96, 97 giây rồi. 3 phút. Các bạn đợi một tí nữa để ta kiểm tra xem là. Giới thiệu qua về thời gian chờ đợi, giới thiệu qua cái mỏ hàn nhé, bộ ba mỏ hàn zin, giống như mỏ hàn GBC đấy, bảo hành 3 tháng nhé. Bảo hành mỏ hàn này bảo hành 1 năm nhé, do công ty Haco 247 phân phối luôn nhé.
tất cả sản phẩm của Tool Leader do công ty 247 phân phối. Đây xong rồi này các bạn nhé, nó sẽ tự đẩy lắp và xả hơi này. Đấy, khi xong là nó sẽ tự đẩy lắp và xả hơi. Chuẩn bị là ta mở lắp ra là kiểm tra xem nào. Rồi ok. Đấy, tự mở lắp xả hơi. Cái gì đây, đánh xem biến động, biến động. Đấy. Đấy, đã ép xong. Đây các bạn nhìn nhá. À, rất bức hay mà. Cái gì á, ok á. À. Cái gì á. À, hảo lên. Chứ sự căng thái này, cứ cài bằng điện chi phao này. Đây là vừa lấy là mày lấy tay mày bóc vào cái góc này, thằng này không chuyên nghiệp. Chứ sự cài bằng là vấn đề. Ok. Chứ cái mấy vấn đề. Chứ cái hảo à. Tại cái kính. Đây nha các bạn nhá, nhìn nhá. Ép màn hình cong nhá. F7. Trời chào. Tôi để hơi tắc khoản. Do mày vừa lấy mày bóc à. Chưa chuyên án chứng luôn. Tới ra chưa sao cái hình luôn. Okay à. Kiểm tra đi. Đấy. Okay mà. Vẫn lên bình thường này. Đấy, ép xong cái màn S7S nhá. Đấy. Màn lên bình thường và đẹp này, không có bọt gì này, chỉ có bị một tí góc này là do cái thằng chết tiệt này nó không phải là thợ ép chuyên nghiệp, vừa lấy nó bóc cái giấy bóng ra. Ê, nên là chỉ mình xì keo tôi hơn chuyện là đấy, rất là ok này các bạn nhé. Đấy, máy này ép màn hình cong ok luôn. Đấy, anh em chỉ cần làm về làm có chuyên có tí chuyên nghiệp nữa là ok. Chưa có hoài là bạn lấy rồi. Chưa có ba sen hoài à? Ba sen hoài. Được. Cái này do cáp nên là bị phản ứng. Đấy. Màn rất là ok. Hoa này cứ ba sen đi. Đấy. Đây nhá. Máy được Haco 247 phân phối nhá. Tại Việt Nam. Nó thay thế tất cả những cái máy cồng kềnh ngày trước tích hợp lại. Đấy, không còn kêu bình hơi và phải bình hơi đặt tràn lan ra khắp cả một cái gian nhà nữa đâu. Bây giờ chỉ cần các bạn chỉ cần đặt vào nhà vệ sinh cũng được. Không cần phải chỗ nào đẹp đẽ gì cũng vẫn cứ ép bình thường. Chính là. Chính là. Nè, chưa ok. À, ok. Ừ. Chứ không có cái thu, có cái in nè. Nó bảo không có cái ép đẹp đến mức độ không có cái bọt cái gì. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, nhìn ép lên màn này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Như zin ban đầu luôn. Nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha.